rồi chúng mình có một cái đoạn thơ ở đây như thế này chúng ta sẽ cùng chú ý vào đây giúp chị nhá ok các bạn ơi như sau nắm tay nhau tôi chôn góc phù xa sông mã chăm thác nhìn gành cuộn xoáy vào tơ làng cong xuống dáng che nhà trước tuổi tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ con hến con trai một đời nằm lệch lấm lát đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng gạt mồ hôi để ngoài câu hát giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng hạp thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp cả những khi rồ giá đội lên đầu chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu gặt hái xong rồi rơm rạ bỏ nhau được không ạ? À? Đây là một trong số những cái trích đoạn thơ được trích từ bài thơ Một góc phù sa của tác giả Nguyễn Minh Khiêm. Ok chưa ạ? À? Các bạn ơi, nào các em, các bạn đã có mặt ở đây chưa nhở? Đồng ý không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau nhá Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu cái câu hỏi đầu tiên Đó chính là xác định cái phương thức biểu đạt của... Cái câu hỏi đầu tiên ở đây Đó chính là xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ Hãy nhớ nhá, không phải là phương thức biểu đạt chính Vậy thì yêu cầu đặt ra cho chúng mình ấy sẽ là gì? Yêu cầu đặt ra cho chúng mình ở đây là phải tìm hết tất cả những cái phương thức biểu đạt được thể hiện ở trong này Đáp án các bạn đưa ra là gì nhỉ? Các em đã làm câu này và các em đưa ra đáp án như thế nào? Các em đưa ra đáp án như thế nào? Nào các bạn ơi tập trung vào đây nào Biết đâu là khi mà các bạn thi thật ý Thì có thể là sẽ vào cái đề này thì sao? Đúng không? Nào các em ơi Các bạn đưa ra đáp án là gì nhỉ? Các bạn đưa ra đáp án là gì nhỉ? Nào. Phương thức biểu đạt chúng mình sẽ cùng nhớ lại nhá. Chúng ta có 6 cái phương thức biểu đạt bao gồm là tự sự này. Miêu tả này. Biểu cảm này. Đúng không? Nghị luận này. Thuyết minh này. Và hành chính công vụ này. Đúng chưa? Thế thì ở đây chúng mình sẽ thấy cái phương thức biểu đạt là gì? À, rồi, đồng ý các bạn ơi, thứ nhất là miêu tả. Phải không ạ? Và thứ hai là biểu cảm. Sẽ có rất là nhiều bạn chỉ đưa ra một cái duy nhất thôi, đó chính là biểu cảm. Thế nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là người ta không có hỏi là phương thức biểu đạt chính cái em ạ, mà người ta hỏi ở đây là phương thức biểu đạt của đoạn thơ. Vậy thì có thể nó sẽ là hai cái, ba cái kết hợp cùng với nhau. Hiểu chị chưa? Thế nên Đáp án của chúng mình sẽ phải là cả miêu tả ví dụ nhá Như thế này Làng cong xuống dáng che già trước tuổi Được không ạ? À? Hay là con hến con trai một đời nằm lệch Hay là gì ạ? À? à rồi, hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp Cả những khi rổ giá đội lên đầu Chiếc liềm nhỏ, đúng không? Trăm nghìn thác gành cuộn xoáy vào tơ Đấy đều là những cái hình ảnh gì nhỏ miêu tả mà thế nên là các bạn lưu ý giúp chị rằng cái phương thức biểu đạt của đoạn thơ này là miêu tả và biểu cảm nhá đồng ý chưa sẽ có rất là nhiều bạn mất điểm ở câu này bởi vì sẽ chỉ trả lời là biểu cảm thôi đấy thế nên chị muốn là các bạn sẽ hết sức chú ý bởi vì càng đơn giản thì chúng mình lại càng phải thấu đáo chúng mình lại càng phải suy nghĩ cho kỹ chứ đôi khi là chúng ta bị kiểu đơn giản quá rồi thành ra lại bị mất điểm rất là vô lý nhá rồi câu thơ thứ hai chỉ ra các từ ngữ hình ảnh nói về quê hương bình dị gần gũi trong ký ức của nhà thơ à các bạn ơi hãy lưu ý này ở đây chúng ta cần đề cập đến đó là những hình ảnh nói về quê hương bình dị và gần gũi ok chưa ạ vậy thì đã gọi là hình ảnh ấy thì thường là sẽ chủ yếu tập trung vào những cái danh từ. Chúng ta xác định được như vậy thì chúng mình sẽ biết được ngay cái câu trả lời ở đây đó chính là gì đây. Nào, chúng ta có này. Để nói về tuổi thơ này có gì ở đây nhỉ? Đó là phù sa sông Mã. Đúng không ạ? À? Đó là gì? À đó là trăm nghìn gành được, trăm thác nghìn gành được không ạ à? thác gành đúng không ạ à? dáng che già được không ạ à? đúng không nào rồi dáng che già này tiếng gọi đò khuya này con hến con trai này phải không ạ à? rồi thì đất bùn này đúng không ạ à? rồi thì gì nữa gì nữa nhở các bạn nhở à hạt thóc củ khoai rổ giá chiếc liềm nhỏ và rơm dạ Ok chưa nào? Đây đều là những cái danh từ mà các bạn cần phải tìm ra cho chị nhá Ok không? Đấy, các em thấy không ạ? À? Có những cái câu hỏi là cũng kiểu thách thức chúng mình đấy Chứ không phải là chỉ tìm một hai cái thứ đâu Được chưa nào? Nhưng mà đối với cái dạng câu hỏi như thế này ấy Đôi khi các em thiếu một hai ý Người ta vẫn sẽ cho các bạn phun điểm bình thường Yên tâm là như vậy Bởi vì nó có quá nhiều cái dữ liệu ở đây nhá Nhưng nói chung Đã tìm là phải tìm cho triệt đề Được không ạ? À? Đã tìm là phải tìm cho triệt đề Đây là cái câu hỏi số 2 Là cái dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản Ok chưa nào? Đây là dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản Đồng ý chưa? Rồi chúng mình sẽ có tiếp tục câu số 3 nhé Chúng mình sẽ có tiếp tục câu số 3 hai câu thơ mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng gợi cho anh chị suy nghĩ gì được không ạ à? thì ở đây nói chung là cái câu hỏi của chúng ta là gợi cho anh chị suy nghĩ gì có nghĩa là các bạn phải hiểu về hai cái câu này đang muốn nói tới cái hình ảnh gì và từ hình ảnh đó gợi cho các bạn cái liên tưởng gì hay là suy nghĩ gì cảm xúc gì ok chưa ạ đây là cái mà chúng mình cần phải rút ra vậy thì hai cái câu thơ này hình ảnh của hai câu thơ này nhắc nhớ cho chúng ta thứ nhất đó là hình ảnh về mẹ đúng không ạ à? một người mẹ tào tần đúng không nhưng vẫn mang trong mình cái sự lạc quan và yêu đời dù trong khó khăn mẹ gạt mồ hôi mà mồ hôi là nói về những khó khăn vất vả mà để ngoài câu hát câu hát ở đây thể hiện cái sự lạc quan yêu đời trước những cái khó khăn gian khổ đấy và đó chính là hình ảnh của mẹ một cái hình ảnh rất gần gũi đúng không và hình ảnh thứ hai đó chính là gì đó chính là hình ảnh của những người hàng xóm hay nói cách khác chính là biểu tượng cho quê hương ok chơi nào vậy là với hai cái câu thơ này đã giúp cho chúng ta gợi ra hình ảnh về mẹ hình ảnh của một người mẹ tảo tần trước những vất vả của cuộc sống nhưng vẫn lạc quan yêu đời và thêm vào đó còn là hình ảnh của những người hàng xóm gợi hình ảnh về gì nhở về quê hương thân yêu của mỗi người và từ hai cái hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng đây đều là những cái ký ức đẹp đẽ ngọt ngào ký ức đẹp đẽ ngọt ngào và đây là những ký ức tuổi thơ đáng trân trọng được không ạ? À? Đáng trân trọng. Ok không nào? Các bạn ơi các bạn có làm thế không? Các em có làm thế không ạ? À? Mấy đứa có làm thế không? Nào cái câu số 3 này các em có làm thế không? Thì đấy chị nhắc lại một lần nữa nhé Đối với cái dạng câu hỏi mà chúng mình Người ta thường bắt các bạn là nêu ra cái suy nghĩ ấy Thì các em cứ làm thật là tốt giúp cho chị cái nhiệm vụ Đó chính là chúng ta sẽ giải thích xem là hai cái câu thơ đấy nó thể hiện cái nội dung gì Được chưa ạ? Và từ cái nội dung như thế thì chúng ta có những cái suy nghĩ Chúng ta có những cái cảm xúc như thế nào Thì đấy là về cái dạng mà nêu ra suy nghĩ về một cái tư liệu gì đó trong văn bản đây cũng là một trong những cái dạng đề mà chúng ta đã bắt gặp trong đề thi minh họa đấy. Ở cái câu hỏi số 3 là chúng ta cũng có đấy. Được không ạ? À? Nhá, đồng ý không? Rồi, hơi hơi giống có ý là được rồi. Nhá. Có ý là được rồi. Còn đương nhiên là hành văn thì 100 người thì cả 100 người thường sẽ đều khác nhau, đúng không ạ? À? Không ai có thể hành văn giống nhau từng câu từng chữ được, chắc chắn là như thế. Được chưa nào? Đồng ý không? Rồi và câu số 4 chúng ta có ở đây đó là bài học cuộc sống có ý nghĩa nhất đối với anh chị khi đọc đoạn thơ trên là gì và vì sao? Cái câu hỏi vì sao này thay cho cái phần đó là thứ nhất, chúng ta rút ra bài học cuộc sống cộng thêm với cả phần giải thích vì sao lại lựa chọn cái bài học đó. Ok không ạ? À? Thế thì đối với cái văn bản này, đối với cái đoạn thơ này thì chị nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái bài học được rút ra. Đúng không ạ? Có thể đó là bài học về việc trân trọng. Trân trọng những ký ức tuổi thơ. Những ký ức tuổi thơ. Đó có thể là bài học về trân trọng quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người, đúng không ạ? Đó cũng có thể là bài học yêu thương những điều bình dị, đúng không ạ? Yêu những điều bình dị phải không nào? Thì các em có thể lựa chọn khá là nhiều những cái bài học khác nhau ở đây Chỉ cần các bạn không đi chạch hướng là được Có nghĩa là cái vấn đề là có nhiều người kiểu như là đưa ra cái bài học xong rồi Cái bài học đấy thực sự là nó chả liên quan gì đến cái văn bản ở phần trên cả Thì bản thân chị nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ấy là cái phần giải thích của chúng mình phải phù hợp Và thực sự là cái bài học mà em rút ra nó phải có liên kết gì đấy với cái văn bản ở phía trên Đấy là một trong số những cái mà các bạn cần phải lưu tâm giúp chị nhá Được không nào? Ok chưa? Ví dụ nhá Chị lấy cái bài học ở đây đó chính là trân trọng quê hương Thì ở đây chị có thể đưa ra một cái phần giải thích đó chính là gì nhỉ? à chị có thể đưa ra một cái phần giải thích ở đây đó là gì? vì quê hương chính là cội nguồn của mỗi người, nơi ta sinh ra và lớn lên, được không ạ? À? là dòng sữa mát lành nuôi ta khôn lớn, quê hương còn là vòng tay chăm sóc ta thủa ấu thơ và cũng chính vòng tay ấy sẵn sàng dang rộng để che chở cho những đứa con bé nhỏ xa nhà. ví dụ là như vậy, ok không? được không các em? được không nào? Được không các em? Ok không? Được không? Được không nhỉ? Được không nhỉ? Các bạn đã lựa chọn bài học gì? Các em đã lựa chọn bài học gì? Ok nhá. Thì ở đây chị đã nói rồi, cái việc đưa ra thông điệp cuộc sống ấy thì chị đã nhắc nhở với các em là thứ nhất, chúng ta phải đưa ra một cách ngắn gọn. Các bạn hoàn toàn có thể đưa bằng hai cách một là lấy luôn cái ngữ liệu ở trong văn bản. Được không nào? Lấy luôn ngữ liệu trong văn bản. Ok không ạ? À? Cái thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể làm gì nhỉ? À, chúng ta hoàn toàn có thể tự diễn đạt lại bằng lời văn của mình thì ở đây. Bằng lời văn thì ở đây chị đã lựa chọn cái hình thức này bởi vì chị cảm thấy là ở cái phần trên cái văn bản ở phía bên trên ý cái đoạn thơ ở phía bên trên ý đa số các câu thơ đều mang cái nghĩa là ẩn dụ thôi thế nên chưa có một cái câu nào mà trình bày rõ ràng về cái bài học cuộc sống cả thì ở đây chị đã lựa chọn một cái bài học cuộc sống được rút ra từ cái đoạn thơ trên đó chính là trân trọng quê hương và mình sẽ chỉ cần trả lời bằng cách đó là bài học cuộc sống có ý nghĩa nhất với tôi là hai chấm trân trọng quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình chấm sau đó vì giải thích kiểu vậy. Ok không? Ngắn gọn nhá và trình bày cố gắng là chúng mình sẽ không dùng gạch đầu dòng nha mà chúng mình sẽ trình bày theo cái hình thức như chị đã hướng dẫn cho các bạn rồi, đó là câu 1 này. Hai chấm. Câu 2 này. Hai chấm. Câu 3 này. Hai chấm. Được không ạ? À? Tương tự như vậy câu 4 hai chấm cứ thẳng nhau như vậy thôi. Không nhất thiết là phải sử dụng gạch đầu dòng đâu nha. Đồng ý không? Được không các em? Ok không? Nhá, xong nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo Đó chính là phần về nghị luận xã hội Đây, chị sẽ để ở đây Chị sẽ tạm thời gấp cái này lại nhá Để lấy cái câu nghị luận xã hội thôi Đây, chúng ta sẽ có ở đây ạ Đây, như sau Đề nghị luận xã hội của chúng mình từ nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ về câu hỏi tuổi thơ của bạn có gì. Các em ơi, cái đề này là một trong những cái đề rất là khác so với những cái đề mà chúng mình làm. Và trong số 10 đề mà chị cho các bạn cùng thực chiến với chị ấy, tức là các em cùng làm để ôn luyện để viết cho dẻo tay này, nắm được thật là nhiều ý ấy thì đây, cái phần gì ạ? Cái phần đề này là cái phần đề được mở rộng nhất. Nhá, mở rộng ở đây có nghĩa là các bạn sẽ không phải quy chụp cho mình bất cứ một cái ba em nào cả mà quan trọng là các em viết một cái đoạn văn thuyết phục nhá. Quan trọng là các em viết một đoạn văn thuyết phục, đồng ý không? Thì ở trong đề này chúng ta sẽ làm theo hình thức đương nhiên vẫn là mở bài. Mở đoạn, chị xin lỗi. Hình thức đoạn văn của chúng mình. Hình thức là đoạn văn. Và đoạn văn của chúng ta vẫn khoảng 200 chữ nhá. Yeah. Hình thức là đoạn văn và đoạn văn của chúng mình là 200 chữ. Đồng ý không? Lưu ý giúp chị không? Hình thức là đoạn văn và đoạn văn khoảng 200 chữ tức là sẽ rơi vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi chị đã nói rồi. Và vấn đề nghị luận của chúng ta ở đây đó chính là đi trả lời cho câu hỏi tuổi thơ của bạn có gì? Tuổi thơ của bạn có gì? ok chưa ạ ở trong cái phần mở đoạn này nhá các em sẽ giúp chị trả lời đặt ra vấn đề chính là cái câu hỏi này và có thể trả lời bằng cách ngắn gọn luôn để coi như đây sẽ là cái luận điểm để chúng mình bám vào chị lấy ví dụ đơn giản tuổi thơ của tôi là những tháng ngày nhọc nhằn ví dụ là như thế những tháng ngày nhọc nhằn. Hay là tuổi thơ của tôi là những ký ức tươi đẹp. Những ký ức tươi đẹp. Thì nói chung cái phần này là cái phần phụ thuộc vào việc các bạn lựa chọn nhá. Chị không áp đặt bởi vì như chị đã nói rồi, đây là cái dạng đề rất là mở và các bạn có thể làm theo cái cách của các em được không ạ à? đây các bạn có thể làm theo cách của các em ok chưa nào sau khi mở đoạn xong thì chúng ta sẽ đến với phần thân đoạn ở đây các em vẫn sẽ giải thích giúp chị được không ạ à? và chúng mình cần phải giải thích ở đây cực kỳ ngắn gọn thôi tuổi thơ là gì được không tuổi thơ là gì ok chưa ạ à? sau đó chúng mình sẽ phân tích và bàn luận ở trong phần phân tích và bàn luận này các bạn đi đào sâu vào cái vấn đề đó là ở trên các anh chị đã khẳng định là tuổi thơ là những ký ức tươi đẹp rồi vậy thì ký ức tươi đẹp của anh chị như thế nào được không ạ sau đó chúng ta sẽ đưa ra dẫn chứng để chứng minh dẫn chứng để chứng minh thì cái phần dẫn chứng này các bạn có thể gì ạ à các bạn có thể lấy luôn phần dẫn chứng của các bạn nhá của các em của từng người ok chưa ạ chứ không áp đặt bắt buộc cho các bạn là các bạn cần phải lấy về người này hay là lấy về người kia đấy kiểu như thế nói chung là ấy đây là một trong những cái đề mà thuộc về quan điểm cá nhân của các bạn cực kỳ sâu sắc và các em không phải phụ thuộc bất cứ vào đâu cả quan trọng là các bạn viết được một cái bài viết chân thành của các em là được được không nào sau đó các em sẽ liên hệ bản thân Vậy thì từ cái việc mà mình hồi ức lại về tuổi thơ của mình đã có những cái gì thì bây giờ chúng ta rút được ra điều gì tốt đẹp cho bản thân chúng ta. Chúng ta có nên trân trọng những ký ức đó không? Được không ạ? À? Chúng ta sẽ dựa vào những ký ức đó để phát triển ở hiện tại và tương lai như thế nào? Được không nào? Và cuối cùng thì chúng mình sẽ đưa ra một cái phần kết đoạn ở đây, đó là đưa ra một cái thông điệp, ví dụ như truyền tải một cái thông điệp đến mọi người rằng là ký ức tuổi thơ là những điều cực kỳ đáng để trân trọng tuổi thơ của bạn dẫu cho là những tháng ngày nhọc nhằn hay là những ký ức tươi đẹp thì đó đều là những tất cả những thứ mà chúng ta đều cần phải lưu lại ghi nhớ nó sẽ trở thành hành trang cho hành trình tiếp theo của mỗi người ví dụ là như vậy được không các em nói chung ý nhá chị nhắc lại một lần nữa đây là một cái bài viết không hạn định chúng mình ở ý tưởng không hạn định các bạn ở cái hình thức các bạn viết được không nào cũng không hạn định các bạn ở việc là phải lựa chọn một dẫn chứng kinh điển hay mang tính thời đại đây là bài viết thuộc về các em các em tự nhìn nhận lại bài viết của mình thì các bạn thấy như thế nào nếu như mà đi thi mà bây giờ mà cho một cái dạng đề mở như thế này thì các em có thấy sợ không nào các em có thấy sợ không nếu như mà đi thi mà cho một cái đề mở như thế này không hỏi cụ thể về vấn đề gì cả tự nhiên đặt ra một cái câu hỏi thôi đó chính là tuổi thơ của bạn có gì thì các em có thấy sợ không mấy đứa các bạn có thấy sợ không <laughs> trả lời chị xem nào thật ra thì mình vẫn cứ làm các bước bình thường thôi nhưng mà bây giờ các bước đấy mình sẽ làm kiểu cảm giác cởi mở hơn cởi mở thì cởi mở nhưng mà mình vẫn trọng tâm vào một vấn đề mà ví dụ như ở đây tôi lựa chọn là tuổi thơ của tôi là những ký ức tươi đẹp chẳng hạn tuổi thơ của tôi có những ký ức tươi đẹp chẳng hạn và bắt đầu tôi phân tích bàn luận được không ạ à? đó là những buổi sáng chờ mẹ đi chợ về là buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng nằm nghe Ké, chiếc bài nhỏ của ông rồi ao ước lớn thật nhanh và cả những buổi chiều cùng đám bạn nối nối khố le la đầu làng cuối xóm nhảy dây trốn tìm chơi thuyền Tuổi thơ của tôi là những hương vị khó quên với mùi khói bếp hăng hăng mỗi chiều, tỏa nghi ngút trên bếp trái, trên bếp của mẹ. Tôi coi đó là vị nhớ, bởi có tiền cũng chẳng thể nào mua được mùi vị ấy và tuổi thơ của tôi chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi trong những tháng ngày khó khăn thử thách nơi cuộc sống ồn ào này, nâng giấc cho những ước mơ bay thật cao. Đấy kiểu như vậy. Hiểu ý chị ông ạ. <laughs> không biết lần từ đâu à đấy thế thì vấn đề nằm ở chỗ là như thế này các bạn ơi sẽ có rất là nhiều trường hợp ý là sẽ có rất là nhiều trường hợp ý là người ta sẽ cho các bạn dưới cái dạng đề mở giống như là chị thấy là có một cái đề thi nhá cái đề thi học sinh giỏi người ta cho một cái câu như thế này câu nghị luận xã hội ở một cái trang giấy như này trình bày suy nghĩ của anh chị về hình ảnh sau đúng một dấu chấm ở trên một tờ giấy <laughs> các bạn ạ à, đúng một dấu chấm ở trên một tờ giấy đấy thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi ấy sẽ không thể nào hiểu định không thể nào mà gọi là rõ ràng ra được cái việc là đề thi sẽ cho kiểu gì nên chị đã cố tình ghép một cái đề khá là mở vào đây dành cho các bạn bài này kiểu biểu cảm phải không ạ thật ra ấy ở trong cái dạng này mình vẫn sẽ rút ra cái thông điệp bình thường mình vẫn rút ra cái phần liên hệ bản thân bình thường nhưng chị nghĩ rằng là khi mà các bạn đánh được vào cảm xúc của người đọc ấy thì nó sẽ là một cái bài viết tốt nhá bởi vì chị nói thật là nhắc về tuổi thơ thì ai mà chẳng nghẹn ngào phải không ạ nó nhắc về tuổi thơ thì ai mà chẳng nghẹn ngào nhắc về đã gọi là nhắc về những cái ký ức tức là những cái thứ đã trôi qua rồi và đặc biệt lại còn gọi là ký ức tuổi thơ nữa thì ai mà chẳng nghẹn ngào chị nói thật là như vậy Đấy thế thì ở đây chúng mình có thể nhìn nhận một cái điều rằng đó chính là không hẳn là biểu cảm hoài thương nhá Đây là dạng nghị luận mà, bài viết là nghị luận mà, hình thức là văn nghị luận mà làm sao lại bỏ biểu cảm ở đây được Chẳng qua là mình lồng thêm những cái yếu tố đó vào để làm cho bài viết của chúng mình chân thành hơn Làm cho bài viết của chúng mình mang tính cá nhân hơn và chạm được đến trái tim của người đọc thôi Hoài thương hiểu ý chị không? Còn lại cái mô típ thì mình vẫn phải đảm bảo đó là một cái đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bình thường Ok ông nào? Các bạn ơi, từ những cái gì mà chị hướng dẫn như vậy các em có hiểu không? Các bạn có hiểu vấn đề không nhỉ? Nào các em có hiểu vấn đề không? Các bạn có hiểu không nhỉ? Nói chung là đây là một đề duy nhất ở trong bộ 10 đề mà chị cho mở một chút để xem là các bạn viết như thế nào. Còn lại thì cả 9 đề kia vẫn sẽ là những cái vấn đề nó rất là rõ ràng, cực kỳ cụ thể. Được không ạ? À? Ok nhá, đồng ý. Xong cái đoạn văn nghị luận xã hội. Xong cái đoạn văn nghị luận xã hội nhá. Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang cái câu quan trọng nhất. Thật ra thì ba câu quan trọng như nhau, những cái câu này thì chiếm ưu thế nhất bởi vì được nhiều điểm nhất. Đó là câu 2, nghị luận văn học. Câu 2. Nghị luận văn học. Nghị luận văn học. Ok chưa nào? Đến với cái câu số 2 này chúng mình sẽ có một cái đề. Như sau. Đây là đề về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các bạn ạ. Bài này bài thơ Sóng này thì đã 11 năm rồi chưa quay trở lại trong đề thi trung học phổ thông quốc gia các em ạ. Thế nên là không biết là năm nay thì liệu rằng là sóng có quay trở lại hay không thì cũng chưa biết được nhá. Rồi chú ý ở đây giúp chị này. Nói về sóng và em. Trong bài thơ Sóng ở khổ đầu Xuân Quỳnh cho thấy sự phức tạp. Dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể nhưng đến khổ năm nhà thơ lại đề cập đến sự đồng nhất trong một nỗi niềm con sóng dưới lòng sâu con sóng trên mặt nước ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức được không nào Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Hãy phân tích sự phức tạp và đồng nhất trong các khổ thơ trên. Từ đó nhận xét vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Các bạn ơi, các bạn thấy đề này khó không? Gặp đề này các bạn thấy khó không? Thật ra thì chị nghĩ là chả có gì khó cả <laughs> Cái việc quan trọng nhất mà chúng mình cần làm ấy Đấy là chúng mình khoa học từng bước một Thì chúng mình sẽ xử lý nó rất là dễ một trong những cái khiến cho các bạn cảm thấy kiểu đề văn mông lung như một trò đùa ấy là vì các bạn không nắm được cái phương pháp làm đề thôi còn khi mà các bạn đã nắm được cái phương pháp làm đề rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là đơn giản luôn nhá các em sẽ cảm thấy nó rất là đơn giản đây chị lấy ví dụ như sau các bạn ạ à, đề bài của chúng ta ở đây là câu nghị luận văn học và đương nhiên hình thức của chúng mình là hình thức bài văn ok chưa ạ đã là hình thức bài văn thì sẽ không có bất cứ một cái định lượng nào cho việc các em viết bao nhiêu cả. Viết càng nhiều càng tốt. <laughs> nhá, viết càng nhiều càng tốt nhưng mà nhớ cân bằng thời gian, cái đấy rất quan trọng đấy nhá. Thế thì ở đây chúng mình sẽ thấy này. Thật ra cái dạng đề này ấy là dạng đề phân tích. Nhưng mà chúng mình lại phải phân tích hai cái đối tượng liền. Đúng không ạ? À? Đối tượng số 1 đó là đối tượng khổ thơ 1 của bài thơ sóng Và đối tượng số 2 là khổ thơ 2 của bài thơ sóng À chị xin lỗi, khổ thơ 5 của bài thơ sóng Thế nhưng mà ở trong cái đề này người ta lại đưa ra một cái khẳng định là Trong cái khổ thơ 1 này ấy, thì người ta nhìn thấy cái sự phức tạp Ok không ạ? Các bạn có hiểu cái khái niệm sự phức tạp không? Và khổ thơ năm này, người ta lại đưa ra cái khái niệm về sự đồng nhất. Ok không ạ? Ở trong khổ thơ số 5 này lại đưa ra khái niệm về sự đồng nhất. Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Và người ta nói rằng là hãy phân tích cái sự phức tạp này và hãy phân tích cái sự đồng nhất này được không ạ? Để từ đó chỉ ra vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Rút ra rút ra Vẻ đẹp Tâm hồn Người phụ nữ Trong tình yêu Ok không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá Với cái việc là chị phân tích đề Làm đề rất là rõ ràng Và tách bạch như vậy rồi Thì các em sẽ chú ý giúp chị một điều Đó chính là gì nhở? Đó chính là chúng mình sẽ làm các cái thao tác sau nhá Chúng mình sẽ cùng làm những cái thao tác sau này Thao tác số 1 là phân tích khổ thơ 1 Đây, phân tích sự phức tạp tức là phân tích khổ thơ 1 chứ còn gì nữa Thao tác thứ hai đó là phân tích sự đồng nhất Thì có nghĩa là phân tích khổ thơ thứ năm chứ còn gì nữa Và sau khi phân tích xong thì phải rút ra được cái này các em hiểu không? Các bạn ơi, các bạn Khi mà chị chị đã làm rõ cái đề cho các em như thế rồi Thì thì các em có hiểu cách làm hơn không? Mấy đứa có hiểu cách làm hơn không? Nào các em ơi, các bạn có hiểu? <laughs> Nào, các bạn ơi, có hiểu không? Hiểu cách làm không? Được không nhỉ? Thấy nó dễ hơn chưa? Có nghĩa là khi mà đọc cái đề này ấy, thì sẽ có nhiều trường hợp là các bạn kiểu bị cảm thấy dối Dối là, ui chú, chết rồi, hai đoạn thơ này chết rồi, bây giờ mình biết phân tích cái gì đây? đã thế lại còn cho thêm mấy cái từ làm làm cho nhiễu thị trường của mình nào là thấy sự phức tạp ư nào là thấy đồng nhất ư rồi lại gì ạ từ phức tạp và đồng nhất ư chỉ ra vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ ư? kiều kiều thế cái mà vấn đề là như vậy kiều kiều thế nhưng thật ra khi mà chúng ta tách bạch ra thì cái bài này nó lại rất đơn giản chỉ đơn thuần là phân tích khổ thơ một đấy để chỉ ra được cái sự phức tạp phân tích khổ thơ năm để chỉ ra được cái sự đồng nhất và từ đó rút ra cái vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu xong được không ạ à? thật ra đôi khi người ta xếp cái dạng đề này và dạng đề so sánh hai vấn đề trong một tác phẩm cũng hợp lý nhưng mà thật ra xếp ở cái thể là chúng mình phân tích à, sau đó thì chúng mình rút ra một cái vấn đề thì nó cũng hợp lý bởi vì yêu cầu của người ta là phân tích được không ạ à? đây rõ ràng yêu cầu trong đề này này nhìn này vẫn là phân tích mà Đúng chưa? Và từ đó nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu mà Thế thì mình cứ bám vào đó thôi nhá Rồi bây giờ bắt đầu làm Biết được các cái thao tác lập luận cần phải là cần nắm được rồi Từng bước từng bước như thế rồi Bây giờ bắt đầu làm nhá Trước tiên mở bài Chúng ta thấy rằng là ở trong phần mở bài Nhiệm vụ của phần mở bài của chúng ta Đó chính là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Phần dẫn dắt này là cái phần mà chúng mình có thể thay đổi. Còn phần đặt vấn đề này đương nhiên là mình sẽ phải lấy ở trên đề bài. Và cụ thể là trong cái phần đặt vấn đề này các bạn sẽ phải nêu được cho chị hai thứ. Cái thứ nhất, đó chính là tôi sẽ đi làm cái thao tác phân tích khổ thơ 1 và khổ thơ 5 để tôi thấy được cái sự phức tạp và sự đồng nhất được chưa ạ à? sau khi tôi phân tích khổ 1 và khổ năm xong tôi sẽ làm thêm một cái tiêu chí phụ nữ đó chính là rút ra vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu Đây là hai cái mà bắt buộc các bạn đều phải nêu ra được giúp cho chị đồng ý không nào Thế thì ở đây chị đã nói với các bạn rồi khi nói với các bạn về cái cách mà chúng mình làm mở bài ấy, thì chị đã nhắc lại với các em là chúng mình có thể sử dụng thông tin về tác giả cái vùng thông tin về tác giả này không những giúp cho chúng ta có thể mở bài mà cái vùng thông tin về tác giả này còn giúp cho chúng ta viết cái luận điểm số 01 nữa, đúng không ạ? Thì ở đây, người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ, đúng không ạ? Đề tài chủ yếu thường nhắm tới là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Giọng thơ thì lúc nào cũng hồn nhiên, tươi tắn, trẻ trôm, mang trong mình những khao khát yêu thương thế nhưng lại chất chất chứa trong đó là những chăn trở âu lo đời thường và phong cách nghệ thuật đó là đôi khi bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ điều quan trọng là được diễn tả những cái cảm xúc ở trong trái tim của mình và cuối cùng đó chính là đây là một trong số những nhà thơ nữ tiêu biểu của thời kỳ của gì ạ thơ ca kháng chiến chống mỹ xong đồng ý chưa đó có thể đi từ nhận định được không nào ví dụ như là chúng ta lựa chọn các cái đoạn thơ ấy. thật ra chị nghĩ nhá là cái mở bài về một tác phẩm thơ không có cái gì hay bằng là lựa chọn cái tác phẩm thơ khác chị nói thật đặc biệt là đối với xuân quỳnh bởi vì xuân quỳnh có quá nhiều những cái đoạn thơ quen thuộc các bạn ạ chị lấy có thể là chúng ta sẽ lấy những cái đoạn thơ của xuân quỳnh hoặc có thể chúng ta sẽ lấy những cái đoạn thơ của ai của xuân diệu cùng viết về tình yêu những tác giả khác cùng viết về tình yêu ví dụ có một nữ nhà thơ đã từng tự bạch trong thi phẩm của mình nếu ngày mai em không làm thơ nữa cuộc sống trở về với bình yên ngày nối nhau trên góc phố êm đềm không nỗi khổ không niềm vui kinh ngạc nữ sĩ ấy không ai khác chính là xuân quỳnh bởi lẽ xuân quỳnh sinh ra trong cuộc đời này mang trong mình sứ mệnh để yêu và làm thơ với chị còn sống là còn yêu còn sống là còn cầm bút viết có lẽ chính vì thế mà trong những thi phẩm của mình giọng thơ của xuân quỳnh bao giờ cũng rào rạt những cảm xúc bao giờ cũng tươi tắn trẻ trung nồng nàn tha thiết và vẫn chất chứa trong đó những chăn trở âu lo rất đời thường khi chị viết về tình yêu chấm một trong số những thi phẩm tiêu biểu trong đời thơ của xuân quỳnh đó là bài ca tình yêu tuổi trẻ thi phẩm sóng sóng được không ạ? À? Qua việc phân tích khổ thơ thứ nhất hay là gì ạ, à? để lại ấn tượng với bạn đọc là khổ thơ 1 với sự phức tạp và khổ thơ 5 với sự đồng nhất trong tình yêu đã giúp cho bạn đọc nhìn thấy rõ hơn về à vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ ở trong tình yêu. Ví dụ là như vậy. Hiểu ý chị không? Các bạn ơi được không nào? đấy rất là nhiều những cái cách để đưa vào mà toàn cách hay thôi các em nên tham khảo những cái cách như thế thay vì việc là chúng ta cứ bị một cái lối mòn là phải dùng cách này phải dùng cách kia thì hãy để cho bản thân mình được rộng mở hơn được không nhá hay là những cái lấy những cái đoạn thơ mà cũng viết về thơ tình của xuân quỳnh ấy được không ạ à? Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển từ ngày nào chẳng biết thuyền nghe lời biển khơi đấy cái bài thuyền và biển ấy. Hay là có thể lấy hẳn một cái bài thơ của Pushkin luôn, cái bài mà nói về kiểu gặp nhau xong tình yêu ấy, cái bài vô tình ấy, các bạn biết mà, đúng không? Vô tình ta gặp nhau rồi vô tình thương nhớ, đời vô tình nghiệt ngã nên chúng mình yêu nhau. Chấm. Cuộc đời của con người đôi khi chỉ mong được một lần vô tình như thế để có thể chạm đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của tình yêu chấm người thường đã vậy thi nhân khi mang trong mình những sợi dây cảm xúc thì bao giờ cũng sẽ có những sự nhạy cảm sẽ có những rung động khi nhắc tới hai tiếng thân thương này chấm, Xuân Quỳnh, một trong số những người nghệ sĩ trưởng thành từ thơ ca kháng chiến chống Mỹ cũng không phải là một ngoại lệ. Được coi là người đàn bà đi dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống, Xuân Quỳnh đã trải lòng mình từ những điều bình dị nhất của cuộc đời. Chính vì thế mà trong thơ của chị luôn mang trong mình sự tươi tắn trẻ trung, thế nhưng vẫn chất chứa những âu lo chăn trở hết sức đời thường. Đề tài mà Xuân Quỳnh thường chú ý là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Một một trong số những thi phẩm tiêu biểu của người nghệ sĩ này là sóng, được coi là bài ca tình yêu tuổi trẻ, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc, xong tiếp tục dẫn vào. Nhá, đồng ý không ạ? À? Quá trời cách luôn, nhưng phải viết nhiều, các em phải viết nhiều lên, nhá, các em phải viết nhiều lên nha biết chưa? Thì chủ đề cho chúng ta có thể gọi là rèn luyện cái diễn đạt là đôi khi mình biết được là cái từ đấy là cái từ không cần thiết, cái từ này mới là từ cần thiết nha. Đồng ý không? Rồi, xong, có ai thắc mắc gì phần mở bài nữa không ạ? À? Nếu không ai thắc mắc gì phần mở bài, bây giờ chị chuyển sang phần thân bài nhá. Có ai thắc mắc gì phần mở bài nữa không? Nào các bạn ơi. Có ai thắc mắc gì phần mở bài nữa không nhỉ? Chị chuyển sang phần thân bài nhá. Ở phần thân bài này chúng mình bao gồm 3 luận điểm. Luận điểm 1 Luận điểm 2 và luận điểm 3 được không ạ? Luận điểm số 1 của chúng mình đó là luận điểm về tác giả tác phẩm. Tác giả tác phẩm. Phần này rất đơn giản. Bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được sáng tác vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Được không ạ? À? Khi ấy Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cái cảm xúc đầu tiên trong tình yêu đầu đời và thêm vào đấy, bài thơ này được rút ra từ tập thơ Hoa dọc chiến hào, xuất bản năm 1968. Xong, hoàn cảnh sáng tác xuất xứ và mục đích sáng tác. Ok chưa ạ? Được không em? Nhá. Và nhớ là đưa thêm những cái thông tin về Xuân Quỳnh để dẫn vào cái này nhá. Đồng ý không ạ? À? Ok chưa? Được không? Được không? Được không ạ? À? Rồi, luận điểm số 1 là như vậy. Cái luận điểm quan trọng nhất của chúng mình ở trong cái phần này á, đó là cái luận điểm số 02. Đây, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến nhé. Luận điểm 2. Đây là luận điểm phân tích. Ok chưa nào? Đây là luận điểm phân tích. Ở trong cái luận điểm phân tích này, đương nhiên chúng mình cứ làm từng bước một nhá bây giờ cái ý đầu tiên chúng mình cần làm đó chính là phân tích khổ thơ một để chỉ ra để chỉ ra sự phức tạp trong tình yêu các em ơi rất là đơn giản luôn cái khổ thơ này chị đã từng nói với các bạn đây là cái phần mà chúng chẳng qua là chúng ta lấy từ kiến thức nền thôi chứ có gì đâu đúng không hai câu thơ đầu tiên này dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ đây là những cái cặp phạm trù đối lập này được không ạ à? sử dụng từ kết nối và đây để nói rằng là cái sự đối lập này luôn đi liền với nhau luôn song hành với nhau này đúng chưa thêm vào đấy chúng ta sẽ có đó là đây là những cái sự đối lập chúng ta bắt gặp ở trong hình ảnh con sóng ở ngoài đại dương được không ạ à? nhưng đây là lớp nghĩa thực còn cái lớp nghĩa ẩn của chúng mình là gì thứ nhất đó là sự đối lập những cái cảm xúc trong tình yêu khi yêu thì có thể vui ngay đấy nhưng cũng có thể buồn ngay đấy đúng không ạ à? rồi đó cũng chính là sự đối lập trong cảm xúc của người con gái khi yêu và cuối cùng là sự đối lập trong chính bản thân người con gái bên ngoài có thể rất mạnh mẽ và độc lập nhưng bên trong lại mang cái sự yếu đuối và đây chính là cái sự phức tạp chứ còn gì nữa đúng không ạ đây chính là sự phức tạp trong tình yêu chứ còn gì nữa và chính cái sự phức tạp khó đoán trong tình yêu như thế này nó đã khiến cho xuân đã khiến cho tình yêu trở thành một trong những cái địa hạt bí ẩn đối với biết bao nhiêu những người trẻ những người mà trái tim vẫn còn đang đập trong lồng ngực là vẫn còn tiếp tục yêu đương và muốn đi tìm hiểu về tình yêu bởi vì nó bí ẩn và nó quyến rũ như thế được không ạ hai câu tiếp theo đây là một cái thông điệp mới mẻ được đưa ra về tình yêu đúng không chúng ta thấy này ở đây tại sao lại gọi là thông điệp mới mẻ sông ở đây là chỉ cái giới hạn chật hẹp bể ở đây là biển là chỉ cái giới hạn rộng lớn vô cùng vô tận đúng không ạ? À? Mình ở đây chính là sóng. Có nghĩa là gì ạ? Sông không hiểu được sóng thế nên sóng phải tìm ra đến tận bể. Sử dụng ở đây này, các bạn sẽ thấy là sử dụng ở đây là biện pháp tu từ nhân hóa này. Sử dụng những cái hình ảnh ẩn dụ này để đưa đến một cái thông điệp đó chính là sóng không chấp nhận cái giới hạn nhỏ hẹp của dòng sông. Sóng tìm ra biển lớn vươn mình ra biển lớn để tìm về nơi mình thuộc về. Cũng giống như là hình tượng em em vượt qua cái những cái cảm xúc bình thường em vượt qua dám đặt để lại những cái xúc cảm đời thường của mình để vươn tới tình yêu đích thực trong cuộc đời được không ạ à? thì ở cái đoạn này các em cứ làm việc phân tích bình thường nhá xin lỗi cái gì mà xin lỗi không vào học đi là chị sau cái buổi ngày hôm nay chị lọc hết nhá. Chỉ để những bạn chăm học ở lại làm đề thôi. Bởi vì biết đâu rằng là trong số những cái đề mà chúng mình làm thì sẽ có một cái đề thi vào thì sao đúng không? Đến lúc đấy thì coi như là chúng tủ rồi. Thế nên là chị sẽ lọc ngày mai chị sẽ xem bởi vì là hôm nào chị trợ giảng cũng theo dõi hết. Bạn nào vào học không vào học xin phép hay không xin phép là vào là có hết. Nên là chị sẽ xem lại hết để chị lọc đi cho cái lớp này học hành cho nó sôi nổi lên chứ giai đoạn cuối rồi chị đương nhiên là chị có thể để kệ các bạn như thế nhưng mà bản thân chị thì không muốn kệ các em như vậy chị muốn là các bạn phải có trách nhiệm với với cái việc học của mình nhá nhắc lại như thế thôi thế nên là các em cũng bảo tự bảo ban nhau là lên học đi chứ đừng để ngày mai chị lọc đi rồi chỉ còn có vài chục người ở trong lớp thì rất là đáng tiếc đến cái giai đoạn cuối rồi mà lại không được ở lại lớp nhá rồi thì các em ơi cái việc phân tích này không hề khó phải không ạ? À? Chúng mình dựa vào kiến thức nền này, phần phân tích này không hề khó. Tương tự như vậy, sau khi các em phân tích xong khổ thơ số 1, các em sẽ tiến hành phân tích khổ 5 nhá. Phân tích khổ 5. Phân tích khổ thơ 5. Để chỉ ra sự đồng nhất. Ok chưa nào? phân tích khổ thơ năm để chỉ ra sự đồng nhất. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây này, chúng mình có thể kết nối rất đơn giản thật ra nhá. Chính bởi cái này người ta cho mình cái cách viết như thế này nên là tự nhiên mình lại có một cái việc kết nối rất đơn giản đó chính là nếu như ở nếu như ở khổ thơ 1 xuân quỳnh đã giúp cho bạn đọc nhìn thấy rõ sự phức tạp trong tình yêu nhưng chính sự phức tạp ấy đã tạo ra những biến thiên kỳ diệu và trở thành bí ẩn của địa hạt tình yêu khiến cho biết bao nhiêu người trẻ muốn theo đuổi thì đến khổ thơ thứ năm nhà thơ lại đề cập đến sự đồng nhất trong một nỗi niềm hai chấm xuống dòng bắt đầu trích thơ ra hiểu chưa thật ra thì cái phần kết nối chưa bao giờ khó cả các em ạ à, chị nói thật nếu mà các em là những người chăm chỉ viết nhé thì chưa bao giờ các em cảm thấy rằng là cái việc chúng ta kết nối là khó có quá nhiều cách để kết nối và đó là cái việc là chúng ta phải chăm chỉ để làm cho cái hành văn của chúng ta trở nên tốt hơn được không ạ à? đấy là cái việc chúng ta phải chăm chỉ thì cụ thể ở trong cái khổ thơ năm này đồng nhất trong một nỗi niềm ở đây muốn nói tới chính là gì có nghĩa là tất cả những người đang yêu họ đều gặp nhau trong một giao điểm đều gặp nhau trong một giao điểm đó chính là nỗi nhớ các em ạ à. đúng không họ đều gặp nhau trong một giao điểm đó chính là nỗi nhớ đấy là đồng nhất trong một nỗi niềm chứ còn gì nữa thế thì sáu cái câu thơ này trong phần kiến thức nền chị cũng đã phân tích rất kỹ rồi chúng ta có thể thấy này hình ảnh bốn câu thơ đầu là hình ảnh con sóng nhưng mà trước tiên chúng ta phải chú ý đến đó là biên độ của khổ thơ được mở rộng đúng không từ 4 câu thành 6 câu để diễn tả cho thỏa cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ. Đúng không ạ? Chúng ta có một cái nỗi nhớ xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh, đó là nỗi nhớ bao trùm cả thời gian ngày đêm. Đúng không ạ? Bao trùm cả không gian dưới gì ạ? Lòng sâu và trên mặt nước, đúng không? rồi dưới lòng sâu và trên mặt nước và đặc biệt là cái nỗi nhớ này xuất hiện ngay cả trong ý thức tiềm thức và trong cả vô thức nữa cụ thể là qua cái hình tượng này qua cái cách nói lạ hóa cả trong mơ còn thức ok chưa ạ lưu ý giúp chị nhá đoạn thơ này rất đặc biệt vì chúng mình có bốn câu thơ này là hình tượng sóng nhưng sau đó bởi vì em muốn trực tiếp bộc lộ cái nỗi niềm của riêng em thế nên em đã tách mình ra khỏi sóng để tự hạ lời thì thầm hai tiếng em anh hai câu thơ sau là hình tượng em để có thể làm tốt phần này đề nghị các bạn xem lại phần kiến thức nền nhá đề nghị các bạn xem lại phần kiến thức nền ok chưa ạ thế thì các em ơi thật ra là cái phần phân tích nó sẽ không làm khó được chúng mình khi chúng ta đã nắm chắc cái kiến thức nền rồi ngoài ra thì các bạn cũng nên sử dụng thêm những cái gì ạ à? à những cái liên hệ mở rộng hay nói cách khác là tiến hành cái thao tác so sánh văn học để làm cho bài viết của chúng mình hay hơn phong phú hơn đặc sắc hơn nhá Ok không ạ? À. Ví dụ như ở bốn cái câu thơ đầu này thì chúng mình có thể đưa thêm những cái liên hệ mở rộng nói về cái sự ngược đời, nghịch lý của con gái trong tình yêu ấy. Em bảo anh đi đi xanh không dừng lại, em bảo anh đừng đời xanh vội về ngay, lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ sao mà anh ngốc thế không nhìn vào mắt em được không ạ à? hay là chúng mình có thể đưa ra à đối với cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu ấy tức là một cái sự hiện đại một cái sự phá cách của xuân quỳnh thì chúng mình có thể liên hệ mở rộng đó chính là tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió tôi yêu dòng sông mùa nước lũ sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa để thấy được cái sự phá cách và hiện đại trong thơ của xuân quỳnh ok không có rất là nhiều những cái so sánh liên hệ mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được đặc biệt đối với cái khổ thơ này em có thể đưa ra những đoạn thơ cùng viết về nỗi nhớ nhá của Xuân Quỳnh hay của những tác giả khác để đưa vào so sánh và tôn vinh cái vấn đề của chúng ta lên đây. Đồng ý không? Rồi. Thì cái việc làm mà chiếm nhiều điểm nhất chúng ta cũng đã làm xong. Đó là chúng ta tiến hành phân tích thì chúng ta cũng đã phân tích xong, được chưa ạ? Sau khi phân tích xong, đương nhiên chúng ta chuyển sang cái luận điểm số 3. Và ở trong cái luận điểm số 3 này, chính là cái phần mà chúng ta cần phải chỉ ra cái tiêu chí phụ hay nói cách khác là cái câu hỏi phụ được đề cập đó chính là nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu Ok chưa ạ? Thế thì chúng ta có thể khẳng định một điều rằng là ở trong thơ của Xuân Quỳnh đặc biệt là qua khổ thơ 1 và qua khổ thơ 5, chúng ta thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu và tâm hồn của người phụ nữ này ấy mang trong mình hai nét tính cách vừa truyền thống nhưng cũng rất hiện đại được không ạ à? cái sự truyền thống này được thể hiện qua việc là gì nhở à đó là xuân quỳnh là người hiểu rõ hơn ai hết về những cái cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu đúng không trong tình yêu và thêm vào đó cũng phát hiện ra được cái tín hiệu đầu tiên của tình yêu giao điểm của mọi nỗi niềm trong tình yêu đó chính là nỗi nhớ thế nhưng chúng ta cũng nhìn thấy được một cái vẻ đẹp hiện đại cái sự phá cách của xuân quỳnh ở đây đó chính là chủ động kiếm tìm và theo đuổi tình yêu của mình được không nào chủ động kiếm tìm và theo đuổi tình yêu của mình thêm nữa đó chính là trực tiếp bày tỏ những cảm xúc trong tình yêu trực tiếp bày tỏ những cảm xúc trong tình yêu Và đây là những điều mà chúng mình cần phải rút ra Ok không ạ? Các bạn có có rút ra được những ý này không? Các em có rút ra được những ý này không hả các em? Có rút ra được những ý này không ạ? Nào các bạn có rút ra được những ý này không? Các em ơi, rút ra được những ý này không ạ? Nào các bạn, ok không? Đồng ý không? Nhá, lưu ý giúp cho chị nhá Lưu ý giúp cho chị nha. Rồi, chúng ta thấy rằng là mang cái vẻ đẹp vừa truyền thống và cũng vừa hiện đại, phải không ạ? À? Đó là một cái tâm hồn yêu rất là tha thiết. Phải không ạ? À? Từ đó chúng ta suy ra một tâm hồn yêu. Một tâm hồn yêu chân thành. Một tâm hồn yêu chân thành được không ạ à? sâu sắc, được không ạ à? khát vọng mãnh liệt về tình yêu, khát vọng mãnh liệt về tình yêu và hạnh phúc đời thường. OK chưa ạ? Xong, chốt. OK chưa? Sau khi nhận xét xong về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu, thì đương nhiên các bạn sẽ phải có cái phần khái quát về nội dung và nghệ thuật nhá. Cái phần này hay nói cách khác chính là cái phần mà các bạn đi tìm ra cái điểm chung và điểm riêng của hai cái đoạn thơ đấy. Nhá. Điểm chung và điểm riêng của hai đoạn thơ. Có thể thấy rằng cả hai đoạn thơ này đều là hai cái đoạn thơ sử dụng hai cái hình tượng xuyên suốt trong cả bài thơ, đó là hình tượng sóng và hình tượng em đúng không ạ thế nhưng mà cái điều và đều thể hiện những cái gì nhở à đều thể hiện những cái cung bậc cảm xúc trong tình yêu cung bậc cảm xúc trong tình yêu phải không ạ thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là gì ạ nếu như cái khổ thơ một nói về cái sự phức tạp của tình yêu thì cái khổ thơ sau lại nói về cái sự đồng nhất trong tình yêu và nó được thể hiện qua bằng việc là sử dụng những cái biện pháp tu từ như là nhân hóa này phải không ạ? À? Như đúng rồi, nhân hóa này, tất cả cả hai đoạn này đều có nhân hóa này, sử dụng những cái cặp phạm trù đối lập dữ dội dịu êm màu nào lặng lẽ hay là trên dưới, đấy được không ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị, sử dụng cách nói lạ hóa thì ở cái phần này là cái phần mà các bạn rút khái quát lại về nội dung và nghệ thuật ok chưa nào rồi thế thì mình có thể đi đến một cái kết luận là từ cái việc mà xuân quỳnh sử dụng những cái biện pháp tu từ như thế và thể hiện một cái nội dung như thế thì nó cực kỳ phù hợp với phong cách nghệ thuật của xuân quỳnh đó chính là đôi khi bất tuân theo tất cả những cái quy luật của nghề thơ bởi vì đối với xuân quỳnh ấy điều quan trọng nhất là được diễn tả những cái rung động những cái cảm xúc ở trong trái tim của mình mà thôi đồng ý hôm nào và sau đó thì các bạn có thể mở rộng thêm vấn đề được không ạ à? điều này thật phù hợp với xuân quỳnh một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ và có lẽ đối với chị những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu ấy sẽ còn theo chị đến cuối cuộc đời và gì ạ? À? Giống như những phần thơ mà chị đã từng viết Hai chấm giống dòng mở ngoặc kép Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đọc lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi Hoặc là mượn thêm những cái nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn Mà chị cung cấp cho các bạn ở trong cái tài liệu ấy Cả một cái bài dài ơi là dài và hay ơi là hay Về 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 nhận xét về sóng của Xuân Quỳnh đấy Thì các em đưa vào để mở rộng vấn đề nhá Ok chưa? Và cuối cùng là chúng mình sẽ kết bài kết bài ở đây thì đương nhiên là sẽ là khẳng định vấn đề được không ạ và đưa ra cái cảm nhận cá nhân của các em thì cái này các bạn tự làm nha được chưa các em tự làm nha đồng ý không các bạn ơi hiểu bài không ạ hiểu cách làm hơn chưa